đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn bởi kênh YouTube Báo VietNamNet. Sau đây là những thông tin chính. Theo đó, cả nước có 10.958 điểm 10, trong đó môn giáo dục công dân có nhiều điểm 10 nhất với 3.661 thí sinh. Tiếp đến là môn địa lý với 3.175 thí sinh. Lịch sử gây bất ngờ khi đứng thứ 3 có điểm 10 với 2.108. Trong khi đó, môn ngữ văn chỉ có 2 điểm 10. Đặc biệt môn toán không có thí sinh nào được điểm 10. Trong khi đó, năm 2023, cả nước có 16.427 điểm 10 ở các môn thi. Môn ngữ văn chỉ có 1 điểm 10 duy nhất là một thí sinh đến từ Nam Định. Môn toán có 12 điểm 10, môn địa lý có 35 điểm 10, vật lý có 70 điểm 10, môn sinh học có 135 điểm 10, môn hóa học có 137 điểm 10, môn tiếng Anh có 555 điểm 10, môn lịch sử có 789 điểm 10. Giáo dục công dân là môn có nhiều điểm 10 nhất với 14.693 bài thi đạt điểm 10. Cụ thể, qua phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, hai thí sinh của Hà Nội và Ninh Bình có tổng điểm tất cả các môn ở kỳ thi này cao nhất cả nước, đạt 57,85. Cả hai thí sinh này đều cùng chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Thí sinh Hà Nội có số báo danh 0103-4208, giành được chuỗi điểm số ấn tượng gồm Toán 8,8, Văn 9,25, Ngoại ngữ 9,8, Lịch sử 10, Địa lý 10 và Giáo dục công dân 10. Thí sinh của Ninh Bình, số báo danh 2700-4000 cũng xuất sắc với điểm số Toán 8,8, Văn 9,75, Ngoại ngữ 9,8, Lịch sử 10, Địa lý 10 và Giáo dục công dân 9,5. Nếu xét về thủ khoa tổ hợp khối thi, thủ khoa khối A là thí sinh đến từ Thái Bình với tổng điểm 29,6, trong đó Toán 9,6, Vật lý 10, Hóa học 10. Thủ khoa khối B là thí sinh đến từ Hải Phòng với tổng điểm 29,55, trong đó Toán 9,8, Hóa học 10 và Sinh học 9,75 điểm. Thủ khoa khối C là 19 thí sinh có cùng tổng điểm 29,75 đến từ các tỉnh Bắc Ninh 13, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa. Thủ khoa khối D1 là thí sinh đến từ Vĩnh Phúc với tổng điểm 28,75, trong đó Toán 9, Văn 9,75, Tiếng Anh 10. Thủ khoa khối A1 là thí sinh của thành phố Hồ Chí Minh với tổng điểm 29,6, trong đó Toán 9,8, Vật lý 10, Tiếng Anh 9,8. Cụ thể, theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, cả nước có 76 bài thi môn toán bị điểm liệt, trong đó có 14 bài thi không điểm. Ở môn văn, có 68 bài thi dính điểm liệt, trong đó 29 bài thi không điểm. Ở môn tiếng Anh, có 145 bài thi bị điểm liệt, trong đó số bài thi không điểm là 14. Ở môn vật lý, có 56 bài thi bị điểm liệt, trong đó 11 bài bị không điểm. Ở môn hóa học, có 24 bài thi bị điểm liệt, trong đó 18 bài thi không điểm. Ở môn sinh học, có 56 bài thi bị điểm liệt, trong đó 42 bài thi không điểm. Ở môn lịch sử, có 33 bài thi bị điểm liệt, trong đó có 19 bài thi không điểm. Ở môn địa lý, có 94 bài thi bị điểm liệt, trong đó 76 bài thi không điểm. Ở môn giáo dục công dân, có 33 bài thi bị điểm liệt, trong đó 32 bài bị không điểm. Theo kế hoạch, việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 hoàn tất chậm nhất vào ngày 19 tháng 7. Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi từ ngày 17 đến 26 tháng 7, chậm nhất ngày 23 tháng 7. Các trường trung học phổ thông cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh. Từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 31 tháng 7, đối tượng thí sinh diện xét tuyển thẳng, xác nhận nhập học trên hệ thống nếu có. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước 17 giờ ngày 19 tháng 8, các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 và trước 17 giờ ngày 27 tháng 8, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Theo phân tích điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng nay, Hà Giang là tỉnh duy nhất cả nước có điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông dưới 6. Cụ thể năm nay, điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh Hà Giang là 5,68 điểm. Đây cũng là địa phương có điểm trung bình thấp nhất năm ngoái. Ngoài ra, nhóm các địa phương có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 thấp nhất còn có Cao Bằng, Đắk Lắk, Điện Biên, Đắk Nông. Năm ngoái, theo kết quả phân tích,
Hà Giang là địa phương đứng cuối về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 5,598 điểm. Ngoài ra, Đắk Lắk và Cao Bằng cũng là những địa phương nhóm dưới với mức điểm trung bình lần lượt là 5,984 và 6,033. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong 2 ngày 27 đến 28 tháng 6 với hơn 1 triệu thí sinh dự thi. Sau khi biết điểm, thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo bài thi nếu muốn, muộn nhất vào 26 tháng 7. Theo kế hoạch, việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 hoàn tất chậm nhất vào ngày 19 tháng 7. Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi từ ngày 17 đến 26 tháng 7, chậm nhất ngày 23 tháng 7. Các trường trung học phổ thông cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, in và gửi giấy chứng nhận kết quả cho thí sinh. Từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 31 tháng 7, đối tượng thí sinh diện xét tuyển thẳng, xác nhận nhập học trên hệ thống nếu có. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước 17 giờ ngày 19 tháng 8, các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 và trước 17 giờ ngày 27 tháng 8, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Sau khi công bố điểm thi tuyển đầu vào lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã nhận được kiến nghị của một số trường trung học phổ thông trên địa bàn xin hạ điểm liệt từ 1 xuống 0 với lý do không tuyển đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk không đồng ý. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, sáng ngày 4 tháng 7, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi có kết quả thi lớp 10, lãnh đạo sở đã tiếp nhận một số ý kiến xin hạ điểm liệt từ 1 xuống 0. Theo ông Khoa, kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025 của tỉnh Đắk Lắk được vận dụng theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Trong đó, điểm liệt từ 1 điểm trở xuống. Việc một số trường trung học phổ thông xin giảm điểm liệt từ 1 về 0 là không thể giải quyết. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã thống nhất không đồng ý vì sai quy chế. Ông Khoa thông tin, theo thống kê, trong kỳ thi đầu vào lớp 10 vừa qua, có rất nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không tuyển đủ chỉ tiêu. Cụ thể, trường trung học phổ thông Krông Anna, huyện Krông Anna được giao tuyển 484 em nhưng chỉ tuyển được 292 em, thiếu 192 em. Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu, huyện Krông Năng được giao tuyển 440 em nhưng chỉ tuyển được 261 em, thiếu 179 em. Trường trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, huyện Krông Park được giao tuyển 480 em nhưng chỉ tuyển được 362 em, thiếu 118. Trường trung học phổ thông Cư Mờ Ga, huyện Cư Mờ Ga được giao tuyển 616 em nhưng chỉ tuyển được 532, thiếu 84 em. Trường trung học phổ thông Ngô Gia Tự, huyện IEK được giao tuyển 528 em nhưng chỉ tuyển được 461 em, thiếu 67 em. Trường trung học phổ thông Buôn Hồ, thị xã Buôn Hồ được giao 484 em nhưng chỉ tuyển được 422, thiếu 62 em. Việc thiếu tuyển chỉ tiêu này một phần do có 1.887 điểm liệt. Trong đó, môn toán chiếm đa số với 1.799 điểm liệt, môn ngoại ngữ có 14 điểm liệt và ngữ văn có 74 điểm liệt.